luôn mà. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 lễ hội của con nhất nhất tâm tâm. Không có phải là người đồ của con. Không có phải là người đồ của con. Không có phải là người đồ của con. Thank you.
với gây về trung tâm cho học viên. Con hôm nay chị Thiết Đồng Thành có tờ đơn đánh sớ lễ Phật rồi là tụng kinh để thế của ông Nhất Tâm Bác Tê Phó Mở Bác Phương để lên đền lên phủ với để ông độ cho thế của ông để từ nay trở đi trở đến trở về đắc tài đắc lộc buôn bán chăn con gà chúng to con vịt rất nhiều để có tài có lộc đi chợ đi búa trên yêu tinh đi trên vỉa hè để đấu lại không rất là tài to hay nhỉ thầy kia biến tấn hả đứng lại đại vương bốn sơn nghiệp bản cũ linh từ hay không được tên giáng phủ giáng phúc ban ân ông chỉ ban cho thầy bằng thầy cô tác nhỉ chứng tâm trong bác sư tờ đơn đánh sớ nhỉ ông chứng tâm tờ bế hậu vị của ông Nhất Tâm đã công trình cuối tạ nhân dịp khánh thành chùa Ngân Thành hôm nay ông xuống thỉnh sứ bước đường về đây ông độ cho họ biết công di phước lộc nguyện di thành nhỉ đấu lên không ông chứng tâm tờ bế hậu lên 39 tuổi mùng 5 tháng 9 người thiên giới số mệnh thế đình cha trong lính may hoạt đồng mùng 5 tháng 9 đã dâng lên cửa ông long chu tượng mã hình lốt tóc tươi khai thiên mở phủ xuất thủ trình đồng bộ thương cho họ biết nhỉ đã kế nghiệp tiểu già khi tiểu già lại kiên trí mạnh khỏe nhưng khi nào ông vào vẫn phải hầu ông nhỉ mang khen cho tứ trụ hầu ông ông ban khen cũng ban lời ca đi khác nhỉ ông ban khen cho thằng đính các ghế các sa các trục nhỉ đã trợ nghĩ cho hồng mấy hôm nay nhỉ nhà nào cũng biết tài tiếp lộc cho nhỉ thì được khỏe mạnh để làm nên tất cả nhỉ Thank you.
Thank you.
Cuối ba nhất dịp khánh thành chùa các thầy, cô cũng dự dưỡng hôm nay cô được về đây nhỉ? Đúng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đô 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 ta thiên nam hòa nghi gió bốn năm bầu trời thành phần con thiên đi ơi, 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 ơ
chân chưa bao cứ thôi đâu sẽ còn nhận những thứ gì đâu người hoa điều gì sao mà từ đầu tận là Thank you.
Thank you.
này tiếng đi cổ mấy tháng chắc rằng tiếng nữ trên trời vì duyên hay nhờ xuống đi nơi hồng thân ý Thank you.
chẳng lo thời gian đời đời để cho nguyên ta đời lâu
Năm nào tao mãi quê nhà, anh nên chẳng xa nghe con đường.